Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh. Bác sĩ Bùi Quốc Nam, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết trong cuộc họp giữa ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với đoàn bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Thất đánh giá nếu địa phương không khống chế nhanh, dịch sẽ bùng phát như thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Việc này là quy luật của dịch nên ngoài đoàn chuyên gia của bệnh viện chờ rẫy, bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ lực lượng giúp bạc liêu dập dịch. Ngày 20 tháng 10, CDC Bạc Liêu phát hiện ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi. Lúc đó, tỉnh chỉ có 1.051 F0, nhưng đến nay tăng lên 4.480 trường hợp. Bác sĩ Bùi Quốc Nam cho rằng tỷ lệ F0 cộng đồng trên 100.000 dân của Bạc Liêu trong tuần qua là 73 người, tương ứng với cấp độ 3 của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine của địa phương thấp chưa đạt theo quy định nên phải áp dụng cấp độ 4, toàn tỉnh, vùng đỏ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỉnh Bạc Liêu có khoảng 671.000 người từ 18 tuổi trở lên. Hiện số người được tiêm một liều vaccine là 490.121 tương đương với 75,28%, 107.376 người tiêm đủ 2 liều, tương đương với 16,49%. Để 100% người dân đủ 18 tuổi ở Bạc Liêu được tiêm ít nhất một buổi vaccine, địa phương cần Bộ Y tế phân bổ thêm 250.000 liều. Lãnh đạo Sở Y tế Bạc Liêu cho rằng, để đạt tỷ lệ tiêm vaccine đủ 2 liều cho 100% người dân đủ 18 tuổi, tỉnh cần 600.000 liều. Hiện tỉnh lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, cần thêm 500.000 liều để đạt mức an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hiện hai địa phương nóng của dịch bệnh tại tỉnh Bạc Liêu là thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải được các bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hỗ trợ. Các chuyên gia bệnh viện chợ rẫy khảo sát các cơ sở điều trị và đưa ra một kế hoạch lớn giúp Bạc Liêu dập dịch nhanh nhất. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 trên NQ gạch CB của chính phủ, Thủ tướng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Tiền Giang cần có phương án ứng phó dịch phù hợp theo hướng bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống theo lộ trình. Tỉnh tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine, ưu tiên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch người trên 50 tuổi có nguy cơ cao song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi tỉnh dừng trở lại trạng thái bình thường mới. Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trong phương án phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, Tiền Giang phải chú trọng gắn với việc đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo, cũng như đảm bảo việc đi lại sản xuất bình thường của người dân. Đặc biệt, tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe người mắc COVID-19 theo hướng cách ly, điều trị F0 tại nhà, đảm bảo nguồn thuốc điều trị không để bệnh nhân nhẹ trở nặng và giảm thiểu bệnh nhân tử vong. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng yêu cầu tỉnh Tiền Giang ra soát tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế kịp thời về nhu cầu số lượng vaccine cụ thể dành cho từng đối tượng. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế có kế hoạch phân bổ kịp thời vaccine cho địa phương. Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 2.807 ca mắc mới, giảm 1.156 ca, tương đương 30,4% so với tháng trước. Như vậy, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, tỉnh ghi nhận 16.807 ca mắc COVID-19, đang ở cấp độ dịch cấp 2. Để đạt mục tiêu kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch COVID-19, tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như kiện toàn mạng lưới điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thành lập các bệnh viện giả chiến, phân tầng điều trị, thực hiện phương pháp bệnh viện tách đôi, tích cực tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, Tiền Giang tăng cường công tác tuần tra và quản lý địa bàn, kiểm soát dịch tễ cũng như đảm bảo an sinh xã hội, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu thông hàng hóa, tích cực hỗ trợ hộ dân khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Tỉnh cũng ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp, thực hiện mục tiêu kép và quy định an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn, từ ngày 1 tháng 11 Tiền Giang đã cho phép tất cả các doanh nghiệp trong và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày, kết hợp phương án 3 tại chỗ với đi về hàng ngày, thực hiện phương án 3 tại chỗ. Toàn tỉnh có 183 doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp với trên 58.000 lao động đang hoạt động theo các phương pháp trên. Đến ngày 1 tháng 11, toàn tỉnh đã tiêm 1.562.787 liều vaccine phòng COVID-19 đạt 68,7% tổng số liều vaccine được phân bổ, trong đó số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi một là 1 là 1.186.031, đạt 79,9%. Và người tiêm đủ 2 mũi là 376.756 người, đạt 25,4%. Ngày 4 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn về việc tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Động thái này nhằm đảm bảo công tác điều tra, truy vết và xét nghiệm sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao, nghi nhiễm trên địa bàn thành phố, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, từ 0 giờ ngày 5 tháng 11, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Vĩnh Long chỉ được phép bán mang đi và phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ 18 giờ ngày 3 tháng 11 đến 7 giờ ngày 4 tháng 11, tỉnh đã ghi nhận 68 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó có đến 34 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khóm 3, phường 4 thành phố Vĩnh Long. 27 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa ấp Phú Ninh và ấp Phú Trường, xã Song Phú, huyện Tam Bình và 7 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại các trạm y tế. Toàn tỉnh Vĩnh Long đến nay đã ghi nhận 2.819 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 2.497 ca và có 47 ca tử vong. Biện pháp này được đưa ra khi tỉnh liên tục phát hiện các ca mắc mới trong những ngày qua. Theo công văn số 2904 trên Sở Y tờ gạch của Sở Y tế Đắk Nông ban hành ngày 3 tháng 11, bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 tỉnh áp dụng cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú đối với những trường hợp F1, tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, gồm người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, phụ nữ có thai hoặc mới sinh con, trẻ em dưới 16 tuổi, người già, người hạn chế vận động, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu cần có người chăm sóc, vân vân. Các trường hợp này phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cam kết tuân thủ các quy định cách ly tại nhà với chính quyền nơi cư trú. Trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly y tế tại nhà, các F1 này sẽ được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và ngày thứ 14. Hiện tỉnh Đắk Nông đang có 5 ổ dịch COVID-19 xuất hiện tại cộng đồng. Tập trung ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Sở Lắp, Cư Trút, Đắk Miêu. Các ổ dịch đang có xu hướng lan rộng khó kiểm soát, khó xác định nguồn lây. Ngoài ra còn có các ca bệnh liên quan đến những người có dịch tễ đi về từ các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Trong 3 ngày đầu tháng 11, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 73 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.065 người. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin COVID tiếp theo.